tên là Nam Mỹ. Ông ấy về đó, ông ấy nằm ở đó, ông ấy ăn nghỉ ở đó, nhưng đến bây giờ mình vào là vẫn nhìn thấy mộ ông Nam Mỹ đó. Thì thời mà ông ấy nằm ở đó là bắt đầu là cái tên là lấy luôn tên của ông là gọi là đảo Nam Mỹ. Thế xong rồi về sau, về đến những năm 50, 60 sau khi mà kết thúc chiến tranh giữa miền Nam với miền Bắc là có gia đình ông Bắc. Là ông ấy ra đó, ông ấy mua và ông ấy cải tạo cái đảo này. Ông ấy trồng các cái hàng cây, trồng các hàng cây để ông ấy về sau này ông ấy cho con cho cháu, ông ấy thu tiền để bà con vào gọi là nghỉ dưỡng, nghỉ ngơi, vui chơi, cắm trại ở trong đó. Thế sau đó thì sang đến những năm 90 là bắt đầu là người ta mang vào đó, người ta quay các cái bộ phim, trong đó cái phim Bản Tình Ca Mùa Đông đó. Bản Tình Ca Mùa Đông là rất là nổi tiếng vào cái thời đó. Thế sau đó là khi mà người Hàn Quốc đến đây tham quan rồi là bắt đầu đến người Nhật, người Trung Quốc, rồi dần dần là bắt đầu đến người Việt Nam nhà mình. Và cho đến bây giờ đó thì chương trình đi đảo Nam Mi là gần như là chương trình không có công ty nào thiếu hết đấy. Mình đi công ty nào có chương trình đảo Nam Mi. Chính vì thế mà ra ngoài đảo Nam Mi này nó là một cái nơi nghỉ ngơi, một cái nơi vui chơi, một cái nơi mà mình tìm lại cái gì liên quan đến Bản Tình Ca Mùa Đông. Gia đình mình có nhớ Bản Tình Ca Mùa Đông không? Nhớ. Này, trong đó có những cái cảnh quay là các anh các chị có những chỗ gọi là trao cho nhau cái nụ hôn đầu tiên đó. Thế rồi hai anh chị đi cái xe đạp đi lang thang vui chơi rong ruổi ở trên đảo Nam Mi. Thì bây giờ mình vào ai có diễn lại thì cũng diễn ở những cái khu vực đó gia đình mình ha. Và các cái con đường dọc dọc đảo người ta để những cái bản đồ rất là nhiều. Những cái bản đồ đó người ta vẽ cái chỗ nào mà có cái máy quay phim á, đó chính là cái nơi mà người ta đã đóng phim. Cái chỗ nào người ta vẽ cái quán ăn, chỗ nào người ta vẽ cái bán đồ lưu niệm đó, mình sẽ tìm cái đó. Nhưng mà thực chất là mình nhìn cái bản đồ nó hơi rắc rối tí, nhưng mà nó có một con đường này, một con đường từ bên ngoài đi tút tận vào bên trong và đi tút tận đến ngã tư. Thế sau đó là ở đó là nó có những cái hàng cây, nói chung là mùa là bốn mùa, màu thì là bốn màu, mùa nào cũng có màu riêng của nó. Mùa hè thì là màu xanh, mùa đông thì là màu trắng của tuyết, thế là mùa xuân